Tẩu hỏa nhập ma với ngôi trường chỉ nhận dạy học sinh có cặp. Một trường tiểu học tại Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng choáng váng với thông tin chỉ nhận dạy các cặp sinh đôi trở lên. Trước đây, những ngôi trường gây sự chú ý lớn từ phía cộng đồng mạng có thể kể đến như có phương pháp dạy học đặc biệt hay kiểu kiến trúc xây dựng lạ đời. Nhưng một ngôi trường mà học sinh toàn là các cặp sinh đôi sinh ba thì quả là hiếm thấy. Và mới đây, cư dân mạng đã phát hiện được một trường hợp như thế tại Trung Quốc. Ngôi trường được nhắc đến ở đây là trường tiểu học Ngũ Yển, Hồ Bắc, Trung Quốc. Được biết, toàn trường có 28 cặp sinh đôi và sinh ba đang cùng theo học. Ngôi trường này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận nước này khi có quá nhiều cặp song sinh cùng xuất hiện một lúc. Thậm chí, có lớp học có tới 3 cặp sinh đôi khiến cho các thầy cô giáo vô cùng hoang mang vì không phân biệt nổi ai là ai. Hơn thế nữa, nhiều cặp song sinh đã rất giống nhau lại còn thường xuyên mặc đồ y hệt nhau đến trường. Điều đó không những gây khó khăn lớn trong việc phân biệt học sinh của các thầy cô giáo, mà ngay cả các bạn học sinh cùng lớp cũng phải nhìn ngắm mãi mới nhận ra được người mình cần gặp. Toàn thể 28 cặp sinh đôi và sinh ba của trường Ngũ Yển đã tập trung chụp ảnh lưu niệm tại sân trường vào buổi sáng ngày 23 tây tháng 2. Bức ảnh này lập tức được lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội Trung Quốc và thu hút được sự chú ý lớn, cũng như nhận được nhiều bình luận tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Nhìn thôi cũng đủ thấy lú lẫn rồi, hoa mắt chóng mặt quá. Thậm chí, có người vui tính còn gọi đây là ngôi trường khiến khách mời phải tẩu hỏa nhập ma mỗi khi bước vào.